Hello mọi người, hôm nay mình ra tiệm đây. Đó là có một ông đây, con ông gọi là vô gia cư. Ông có người đi lang thang ngủ ở ngoài đường gì đó. Đây, nãy mình đi mua đồ ăn. Kia. Mình mua đồ ăn ở tiệm 7-Eleven. Đây là tiệm 7-Eleven gần gần tiệm nhà. Ở đây có rượu nữa, rượu bánh đó, tiệm tạp hóa đủ thứ bánh, quầy tính tiền ngoài kia. Đây có một cái rửa tay, cái máy để sát trùng tay. Ô dạ, xem té này, cà phê nè, máy bán cà phê. Đây có bánh 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 mì ngọt. Ở đây kẹo dẻo, đủ thứ các loại nha. Đó, ở đây đậu phộng, đậu đậu các thứ trộn lại, đậu phộng, đậu bi, đậu gì, đậu bắp bắp rang. Rồi ở đây các loại nước, bánh, các loại nướng, đồ đông lạnh, nước ngọt, cà phê, các thứ. Đây, đây bánh mì sandwich. Bánh mì này sao nhỏ thế, nó nhỏ mà nó dài, em 4 đồng 90, 4 đồng 90 bánh hồ má. Quăng cái đồ gì ở trong cái hồ đó, bánh rau, trái cây các thứ nữa, bánh mì các thứ đó. Ở đây có đủ thứ, một tiệm gọi là tiệm tạp hóa 7-Eleven, nổi tiếng thế giới. Ok, đây có bia rượu nữa nè, đó, bia rượu, các loại nước, nước ngọt, bánh chip đồ. Ở đây có kem nữa nè, đó, kem, cà game. Ăn kem gì? Trời nóng, trời đang nóng không biết, nhưng mà không có đủ tiền. Ai nghèo lắm, không có đủ tiền ăn kem, mua bánh ăn thôi. Bánh với lại cái gì đó, để ra coi, hỏi nó coi có bánh đó, bánh chiên. Cheese. Ok, you have a cheese bread? Want a cheesy bread? Yeah. Okay, just a moment there. It has to be me. Do we have cheesy bread? Oh, she went and got them for you. Oh, she Okay. So she already knew Yeah. that her make you some cheesy bread. Có chuối nữa nè, bánh nè, đủ thứ loại luôn đó. Đây,
ở đây có vé số này, lô tô này, vé số này. Đó, mình ra ở đây coi có trúng hay không, trúng hay là trật. Cái này thùng kem. Đó, cái này xịt của lại. Ok.